Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Thanh Chương. Sáng ngày 8 tháng 9, Ban Thường vụ huyện ủy đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt triển khai chuyên đề năm 2022, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ cho gần 400 đại biểu là cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở và đảng viên của một số đơn vị. Đây là hội nghị được truyền hình trực tiếp từ Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện đến 38 xã thị trấn trên địa bàn huyện nên đã thu hút hơn 9.200 cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. Toàn bộ nội dung do giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo. Tại hội nghị, giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã mang đến cho các đại biểu dự hội nghị cái nhìn tổng quát sâu sắc về tư tưởng đạo đức phong cách của Bác với trí tuệ uyên bác và nhân cách cao cả trọn đời vì nước, vì dân. Thông qua những câu chuyện về cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã truyền tải nhiều tư tưởng đạo đức, phong cách vĩ đại độc đáo của người, từ đó khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên trong việc tích cực tự giác học tập, tu dưỡng rèn luyện, thực hiện và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Giáo sư Hoàng Chí Bảo cũng đã quán triệt những nội dung cốt lõi trong tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên thực sự tiền phong gương mẫu, có đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển. Đồng thời hệ thống lại các quan điểm trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ của Đảng. Đến nay, các quan điểm đó vẫn còn nguyên tính thời sự. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Dương, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã khẳng định bằng trí tuệ, tâm sức và sự đúc kết trong suốt quá trình dài nghiên cứu tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã truyền đạt cung cấp nhiều thông tin từ những bài viết đến câu chuyện đời thường của Bác, giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn, cụ thể và đầy đủ hơn tư tưởng đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ. Đồng thời yêu cầu sau hội nghị này, các đảng bộ tiếp tục triển khai đợt sinh hoạt chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác cán bộ tới các chi bộ với nhiều hình thức phong phú đa dạng, sáng tạo, hiệu quả, tiết kiệm, gắn với đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, tư cách trách nhiệm của đảng viên, đặc biệt là đảng viên lãnh đạo, cán bộ trong các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn huyện. Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng ban chỉ đạo phát triển du lịch huyện vừa tổ chức hội nghị nhằm nghe và cho ý kiến về các nội dung về việc quyết định thành lập ban chỉ đạo, dự thảo quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cho ban chỉ đạo và quyết định ban hành chương trình phát triển du lịch huyện giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. Theo đó, ban chỉ đạo phát triển du lịch huyện có 17 thành viên, được thành lập theo quyết định 2128 ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện nghiên cứu chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện chương trình phát triển du lịch huyện giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. Trưởng ban là đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, phó ban là đồng chí Đặng Văn Hóa, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin. Các thành viên ban chỉ đạo làm việc theo quy chế của ban chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ do trưởng ban chỉ đạo phân công. Quy chế làm việc cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo. Phần đầu đến năm 2025, huyện thu hút đầu tư ít nhất 4 điểm du lịch được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận và được bổ sung vào bản đồ du lịch Nghệ An, bao gồm khu du lịch văn hóa tâm linh Tướng quân Phan Đà, khu du lịch sinh thái đập Cầu Cau đảo Chè, khu du lịch hồ sông Rộ và không gian văn hóa du lịch cộng đồng Thác Liếp, hình thành một tuyến du lịch canh nông về sản xuất cam và chè sạch. Về thu hút khách, phần đầu đến năm 2025, Thanh Chương đón 80.000 lượt khách đến tham quan du lịch, năm 2030 có 11.000 lượt khách và 2.000 lượt khách quốc tế. Về hạ tầng phát triển du lịch, đến năm 2025, trên địa bàn huyện có 2-3 khách sạn được công nhận 2 sao trở lên, có 1-2 nhà hàng cùng lúc có thể đón tiếp được 500 khách trở lên. Quy hoạch xây dựng các tuyến đường đến các điểm du lịch đảm bảo thuận lợi, các điểm du lịch đều có bến bãi giữ xe đáp ứng nhu cầu của các đoàn tham quan lớn. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã tham gia thảo luận bổ sung thêm một số nội dung vào quy chế hoạt động để ban chỉ đạo đi vào hoạt động nề nếp và đạt hiệu quả cao. Chiều ngày 8 tháng 9, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức tập huấn về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, trường học trên địa bàn. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm huyện.
Tham gia lớp tập huấn có 250 học viên là cán bộ quản lý và toàn thể nhân viên chế biến thực phẩm tại bếp ăn tập thể các trường mầm non của cụm Cát Ngạn, Hoa Quân và Võ Liệt. Tại lớp tập huấn, các học viên sẽ được trưởng khoa an toàn thực phẩm Trung tâm Y tế huyện truyền đạt một số nội dung cơ bản như phòng ngừa sự cố về an toàn thực phẩm trong trường học, một số điều cần quan tâm, hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn đối với bếp ăn tập thể và thực hành tại cơ sở, hướng dẫn quyết định số 34/2019 của Sở Y tế. Trong năm qua, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện được các cấp ban ngành liên quan hết sức quan tâm, từ đó chưa có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra làm ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Phát biểu tại lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã đánh giá cao trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể của các trường học trong thời gian qua, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các nhà trường và trực tiếp toàn thể nhân viên chế biến thực phẩm tại bếp ăn tập thể của các trường mầm non tại các cụm quan tâm hơn nữa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ ngộ độc thức ăn có thể xảy ra, góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe cho tất cả người tiêu dùng nói chung và tại các bếp ăn tập thể nói riêng trên địa bàn huyện nhà. Sau đợt tập huấn này, thời gian tới Ủy ban Nhân dân huyện sẽ tổ chức tập huấn cho các cụm còn lại. Nhằm động viên gia đình không may bị chập điện cháy nhà tại khối 2A thị trấn Thanh Chương, chiều ngày 6 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cùng cấp ủy chính quyền địa phương đã đến trao tiền cho gia đình vợ chồng anh Nguyễn Chí Tuấn, chị Hồ Thị Hoài với số tiền 30 triệu đồng trích từ quỹ cứu trợ. Trước đó vào khoảng 7 giờ 40 phút ngày 30 tháng 8 năm 2022, trong lúc gia đình vợ chồng anh Tuấn, chị Hoài đều vắng nhà thì người dân trong khối phát hiện ngọn lửa bốc lên từ ngôi nhà nhỏ của vợ chồng chị ở khối 2A thị trấn. Mặc dù được người dân tích cực chữa cháy nhưng do phát hiện muộn, ngọn lửa đã thiêu rụi ngôi nhà hai gian và nhiều tài sản có giá trị trong nhà, ước tính thiệt hại trên 100 triệu đồng. Được biết gia đình chị Hoài có hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng chị đang nuôi ba con nhỏ, cháu đầu học lớp 2, cháu út mới lên 2 tuổi. Tại đây, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cũng như cấp ủy chính quyền địa phương đã động viên, mong muốn gia đình sớm vượt qua khó khăn, xây dựng sửa chữa lại căn nhà để ổn định cuộc sống. Chương trình thời sự hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.